Hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 1973, chúng tôi đang có mặt ở vùng ngoại thành Sài Gòn để ghi lại toàn cảnh một bức tranh sống động về đời sống thường nhật của người dân nơi đây. Mỗi một góc quay đều khắc họa lại sự kiên trì của những người đang sống giữa tàn dư cùng những cuộc giao tranh. Mở đầu là hình ảnh của những thanh niên đang đào bới một thứ gì đó, thoạt nhìn qua như những người lính trẻ tuổi. Hình ảnh một cậu bé bị mắc kẹt trong đống phế liệu vừa đổ sập xuống. Những người dân xung quanh đang cố gắng mang cậu ta ra khỏi chiếc hố. Tất cả đều tìm kiếm kim loại phế liệu làm kế sinh nhai. Cảnh quay này làm cho chúng tôi thấu hiểu về sự vất vả, khó khăn của người dân vùng chiến. Góc quay tiếp theo như một ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt của đứa nhỏ. Nhìn vẻ mặt không được mấy tự nhiên. Có lẽ vì tò mò nên bị người lớn la. Vì trước đó nó cứ lèn hoay ở nơi đào phế liệu. Chúng tôi theo dòng người qua một con lộ với những phế liệu của cuộc giao tranh còn nằm lại ngổn ngang trên đường và nằm trơ trọi trên bãi cỏ. Nhóm người đi bộ qua đó với những bước chậm rãi, nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt họ thể hiện sự kiên trì và nhẫn nại trong cuộc sống hàng ngày. Có vẻ như đây là một món hời đối với họ. Cảnh đào bới và kéo kim loại phế liệu là một hình ảnh rõ ràng về cuộc sống khó khăn, nhưng đồng thời cũng là biểu tượng cho sự sáng tạo và khả năng tái chế khi họ tận dụng những thứ bỏ đi để cải thiện cuộc sống. Một chiếc xích cũ từ xe thiết giáp được kéo đi. Không rõ cuộc giao tranh trước đó khốc liệt ra sao mà để lại nhiều phế liệu như vậy. Hình ảnh nhóm người đang cố gắng di chuyển một mảnh kim loại lớn là biểu hiện của sự đoàn kết. Trong tình cảnh khốn khó, sức mạnh tập thể có thể phần nào giúp họ vượt qua nhiều khó khăn. Và cuối cùng là góc quay cận cảnh những đứa trẻ. Không chỉ là những người giám sát nhiệt thành mà tụi nhỏ còn đóng góp công sức. Chúng làm việc cùng với người lớn, đang không ngừng học hỏi và trưởng thành trong môi trường đầy khắc nghiệt, nhưng cũng chứa đựng nhiều bài học quý giá về cuộc sống. Nhìn chung, đây không chỉ là một hình ảnh về việc tìm kiếm kim loại phế liệu, mà còn là một câu chuyện về sự sống sót và hy vọng trong bối cảnh khó khăn nhất. Cuộc chiến của họ không chỉ là chiến tranh, mà còn là cuộc chiến để xây dựng một cuộc sống mới đầy hứa hẹn. Rất nhiều người dân đang phải đối mặt với nghèo khó. Vì vậy, số bom mìn và phế liệu chiến tranh còn sót lại vô tình trở thành nguồn sống của không ít người dân. Vài ba kg sắt dụng có thể đắp đổi cho những bữa cơm đạm bạc. Một vài kg thuốc nổ bán kiếm tiền có thể mua cho con bộ quần áo mới. Vì vậy, họ đã chấp nhận đối mặt với nguy hiểm để làm bạn với công việc này. Vui thì ít, nhưng buồn thì lại quá nhiều. Cũng có những người đã chết và bị thương liên quan đến việc tìm kiếm phế liệu chiến tranh. Đồng nghĩa với việc hàng ngàn mạng sống hàng ngày đang phải đối mặt với tử thần. Cái nghèo đã khiến họ phải liều mình để đánh đổi. Mặc dù được sự khuyến cáo của chính quyền địa phương, nhưng vì miếng cơm manh áo nên rất nhiều người dân cả trong và ngoài địa phương đã bất chấp tất cả, kể cả tánh mạng của mình, để làm công việc này. Bóp Đời Show, chương trình từ ngoại thành Sài Gòn, Nam Việt Nam, tháng 1 năm 1973. Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi, đời còn giờ đây đang còn lênh đênh. Đèo cao gió lòng ngày đêm bạc ngàn, áo trận sơn váy bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Ngày đi con nước xuân sau sẽ về, mà này đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây tóc mẹ da trắng bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhờ cây vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, dù hồn lạc loài trời vơi. Khi xưa những ngày binh lửa chưa sang, bếp hồng quay cuộn bên nhau, nghe chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân này đi qua, dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, dù hồn lạc loài trời. Khi xưa những ngày binh lửa chưa sang, bếp hồng quay cuộn bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân này đi qua, dù cho én từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay về ngàn, dấu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay bay về nhà, dấu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ. Bài hát Ngày Mai Tôi Về của nhạc sĩ Hàn Châu và niềm khao khát hòa bình trong những ca khúc nhạc vàng. Ngày Mai Tôi Về là một trong những bài nhạc lính nổi tiếng nhất của Hàn Châu, được viết vào đầu thập niên năm 1970. Cũng giống như nhiều bài nhạc vàng khác viết trong thời gian chuẩn bị cho Hoa Đàm Ballet, Ngày Mai Tôi Về là nỗi khao khát, niềm mơ ước mãnh liệt về một ngày đất nước được thanh bình, chấm dứt khói lửa. Khi đó, người lính sẽ được trở về quê xưa, có thể bỏ lại sau lưng những hải hùng nơi chiến địa. Trong đoạn này, tác giả nhắc về những địa danh hải hùng mà người đời từng biết tên. A Sao là vùng đất miền Trung nằm cách biên giới Lào Việt chưa tới 10 km, cũng là một trong những địa danh bắt đầu bằng chữ A, nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam tại miền Trung, A Lưới, A Sầu, A Bia, A Co và những nơi khác. Cam Lộ là địa danh nổi tiếng ở Quảng Trị, là nơi địa đầu của giới tuyến nên chiến trường rất khốc liệt. Hạ Lào là tên gọi quen thuộc trong chiến dịch Lam Sơn 719. Đây là nơi được mệnh danh là lò nướng quân trên đất Hạ Lào vào năm 1971. Khe Sanh ở Quảng Trị, đây là căn cứ quân sự nổi tiếng của Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đây là mục tiêu chính của bộ đội Bắc Việt trong trận Khe Sanh năm 1968. Cổ Thành tại Quảng Trị, đây là cái tên gợi lại bao đau thương trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi nhắc đến những địa danh hải hùng này, nhạc sĩ muốn vinh danh những người đồng đội đã bỏ mình nơi trận tuyến. Ở chiến trường dài đăng đẳng được tác giả nhắc bằng một câu rất ngậm ngùi: chiến trường dài hơn tuổi mình. Ngoài ra, cũng không quên những người tình nhỏ đã biết thương anh lính trẻ gian lao nơi đầu tuyến, ngày đêm dãi nắng dầm mưa giữa núi rừng. Nếu quả thật là ngày mai sẽ không còn những cảnh tượng hải hùng nơi chiến địa, người lính đã có thể hiên ngang đi dọc khắp vùng trời để nhìn lại quê hương hoa gấm, và cũng không còn bị cày xới bởi những hận thù chiến tranh. Sau những đoạn trường và nỗi ngậm ngùi của quê hương dân tộc, tác giả lắng mình trong khoảnh khắc để nghe tiếng quê hương. Đó là những giọng hò, câu hát như được vọng về từ ngàn năm trước, như là âm vang của đất mẹ. Tuy là tiếng buồn mang mát, nhưng mang lại những bình yên sau tháng ngày dài đau đớn lầm than. sau Cam Lộ, Hạ Lào, Khe Sanh, pháo nổ trên Cổ thành. Xin vinh thang những màu xanh cỏ biếc, cứu kẻ hôm qua đã ngủ quên trên chiến trường. Tuổi chiến trường dài hơn tuổi mình. Cho tôi thấy mặt bạn bè, những người con quanh tôi. Mai đây không còn đạn nổ trên cao, xác gục trong chiến hào. Tôi ra đi, đi từ Nam về Bắc, ghé lại sông Hương thăm người thương, thăm phố phường, thăm Huế buồn vắng nghe tiếng hò. Địa danh Trung Lương trong bài hát Thương Vùng Hỏa Tiến là ở đâu? Có ai qua vùng Hỏa Tiến, nhắn cho tôi một vài lời. Mái tranh thân yêu còn đâu, lũy tre xanh tươi còn đâu, đổi thay giờ đây lửa máu. Đó là lời bài hát nổi tiếng mang tên Thương Vùng Hỏa Tiến của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng. Vào khoảng năm 1966 đến năm 1967, đã liên tục được phát trên đài phát thanh Sài Gòn ngày này qua ngày khác, với tiếng hát của nữ ca sĩ còn rất trẻ khi đó là Phương Hoài Tâm. Trong bài hát này có lần nhắc đến địa danh Trung Lương. Trung Lương ơi, đây vùng phi chiến, nay thành khu chiến từ khi giặc tràn về. Và toàn dân thương Trung Lương, toàn quốc thương Do Linh, thương Bến Hải, thương cầu Hiền Lương. Bài hát nói lên sự tàn bạo của lửa binh ly loạn ở miền quê vốn dĩ an bình. Khi nhắc đến địa danh Trung Lương, ngày nay chắc hẳn ai cũng nghĩ về Trung Lương ở Tiền Giang, với ngã ba Trung Lương nổi tiếng hoặc cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Tuy nhiên, Trung Lương của Tiền Giang là địa danh này ở gần sát Sài Gòn, chưa từng là vùng hỏa tiến. Hơn nữa, Trung Lương trong bài hát được nhắc đến bên cạnh những địa danh nổi tiếng tại Quảng Trị là Do Linh, Bến Hải, Hiền Lương. Theo tìm hiểu thì thực ra Trung Lương được nhắc đến ở đây là tên một quận cũ của Quảng Trị. Tháng 5 năm 1958, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, các huyện được đổi thành quận và Quảng Trị lúc đó gồm 7 quận: Cam Lộ, Do Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Ba Lòng và Trung Lương. Tháng 6 năm 1965, lập thêm quận mới là Mai Linh. Đến tháng 12 năm 1967, sáp nhập quận Trung Lương vào quận Cam Lộ. Tháng 4 năm 1968, lập thêm quận Đông Hà. Vậy, Trung Lương là một quận của tỉnh Quảng Trị. Địa danh này chỉ tồn tại trong 9 năm. Từ tháng 5 năm 1958 đến tháng 12 năm 1967. Ca khúc Thương Vùng Hỏa Tiến đã lên án những sự tàn bạo của lửa binh vì giặc giã đã gieo nhiều tang tóc trong vùng quê nghèo vốn từng rất yên bình. Người dân không còn được sống một cuộc sống bình thường nữa khi mà những mái tranh, lũy tre, luống khoai nương cà đã bị đốt phá, chỉ còn những hoang tàn đổ nát. Những địa danh tại Quảng Trị như Trung Lương, Do Linh hay Bến Hải nằm ngay bờ vĩ tuyến nên phải hứng chịu nhiều nhất những nỗi đau đớn kinh hoàng của thời loạn. Toàn dân thương Trung Lương, toàn quốc thương Do Linh, thương Bến Hải, thương cầu Hiền Lương. Bao người dân trắng tay mà vui ước.